Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Tìm hiểu nắp nhớt Daytona đẹp đó nhưng lại khá bất tiện. Trước cái sự có mặt của rất nhiều cái nắp nhớt hiện nay ở trên thị trường đồ chơi xe như Rizuma, Bunamichi, Rinam Inox vân, thì mình lại lựa chọn một hiệu xuất xứ đến từ Nhật Bản, đó chính là Daytona, bởi vì thiết kế của nó rất đẹp, lạ mắt, là ít người chơi. Tuy nhiên cũng vì thiết kế này của nó đã đem lại cho mình rất nhiều cái sự phiền phức. Cái mẫu nắp nhớt này đã ra đời cũng rất lâu và ít được bán ở thị trường Việt Nam. Chính vì cái sự độc lạ, ít người chơi mà tôi đã lựa chọn em ấy. Em nó có một mức giá tầm là 900 000 đồng. Tuy nhiên cũng khó tìm được người bán ở Việt Nam. Và may mắn tôi tìm được một ông bạn đã dừng lại. Cái mẫu nắp nhớt này có rất nhiều màu sắc mà ta có thể thấy ở trên những góc đây. Có rất nhiều phiên bản dành cho từng hãng xe khác nhau. Sau một khoảng thời gian sử dụng và đánh giá của mình về chất lượng nhôm và màu sắc của dòng sản phẩm này thì rất tốt, dù nằm ở một vị trí nóng nhất nhì trên một cái chiếc xe, nhưng sản phẩm là chưa có dấu hiệu nào là bai màu cả. Mình lựa chọn cam màu đỏ để làm một cái điểm nhấn cho cái phần động cơ xe. Tuy nhiên nhược điểm của một nắp nhớt này là khó mở được cái nắp, và khi mua thì hãng cũng không tặng cái dụng cụ chuyên dụng để mở. Mình phải sử dụng cái kìm mũi nhọn và lót thêm cái khăn vào thì mới tháo được. Tuy nhiên vẫn có một số dấu đã bị cày ngoài ý muốn, trông là rất là sót. X1R phát cách trên hơi thở của Yamaha R6. Cái chiếc Yamaha X1R sử dụng chung cái động cơ khung gầm bóng với chiếc Yamaha X-Star 154 số. Khác biệt hoàn toàn so với X-Star chính là cái kiểu dáng nổi bật và cái cụm đèn pha trước mặt nạ như cái kiểu Novo 2 di động trần thể thao. Cái dòng xe này không được nhập Việt Nam nên các tay chơi xe đam mê phải order cái dàn áo và chế thêm lên cái mẫu X-Star 5 để thỏa mãn cái niềm đam mê của mình. Trên thực tế chiếc xe thuộc dòng là X-Star 155 số nhưng được chủ xe đổi dàn áo X1R để chế lên cái sườn của những dòng là X-Star 155, thì chủ nhân của nó phải chấp nhận cắt bỏ các phát sắt zin, sau đó chấm hàng lại những cái phát theo đúng cái dàn ốc của áo X1R. Phần ghi đông chỉ cần là hạ xuống và câu điện đèn xuống là ổn ngay. Trang bị cặp đèn trợ sáng, đây là một cái trợ thủ rất là cần thiết cho những chủ xe muốn chinh phục những cái cung đường đêm thiếu ánh sáng. Bên cạnh đó cụm công tắc Henriks được tích hợp rất nhiều cái nút tha hồ chủ xe chế cháo và những chức năng phụ thêm cho xe, và không cần đau đầu vì ở vị trí cho công tắc. Trang bị đồng hồ Casio ASN nằm lộ thiên ở ngoài. Phong cách này được áp dụng trên những mẫu xe Rush chạy trường. Họ phải núp gió nên vị trí của họ đồng hồ kiểm soát tua máy để dễ sang số. Dàn chân trước được trang bị dầu Morin, một thương hiệu đến từ Thái, rất được em chơi xe Việt Nam ưa dụng. Trang bị heo dầu Rambo lớn 2 bit đã xứng bắt vào giáp phục thông qua một phát heo được làm bằng chất liệu CNC, tạo hình vô cùng sắc nét. Sử dụng cái đĩa JS ở trước, bên cạnh đó còn có một cái mắt đọc km/h của Casio nói trên. Trang bị heo dầu Rambo logo nhỏ ở phía sau được làm phát xe ngược xuống dưới từ những dòng phân khối lớn thật thụ. Cái kiểu phát này là vô cùng mắc khi ta làm tầm khoảng là 1 triệu đến 1,5 triệu. Chú heo dầu cũng được cố định vào phát bằng hai chốc rô ti. Như tiêu đề mình đã nói đến thì chiếc xe dùng là turbo của R6 đem cho em nó thứ hình là to lớn hầm hổ hơn. Tuy nhiên các xe cũng phải làm lái lại chút xíu mới để dùng cái dòng bộ này. Tuy nhiên do không tìm được cái mâm zin của X1R nên chủ xe dùng là mâm JS thay thế cho kiểu dáng làm mâm của hai cái dòng gần như là giống nhau, chỉ khác đặc điểm của nó là nhỏ và kích thước là bản mâm JS nhỏ hơn so với X1R. Cảm ơn bạn đã theo dõi video tiếp, nhớ like, subscribe.